Chào mừng quý vị các bạn đến với Toyota Cầu Diễn, trung tâm xe đã qua sử dụng lớn nhất miền Bắc. Thưa quý vị các bạn, để tìm kiếm một chiếc xe Toyota dùng cho đi gia đình hay kinh doanh vận tải hoặc phục vụ khách du lịch thì Toyota Innova là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, để mà lựa chọn một chiếc xe với kinh phí hợp lý mà không phải mất chi phí quá nhiều cho những chi phí thuế ban đầu thì là một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta. Toyota Innova, xe đã qua sử dụng là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn xe đã qua sử dụng Toyota Innova sản xuất năm 2017 phiên bản E số sàn sản xuất trong nước. Thưa quý vị các bạn, thì để kiểm tra một chiếc xe đã qua sử dụng có còn tốt hay không, xe có bị đâm đụng, tai nạn hay ngập nước hay không là cả một câu hỏi rất là dài mà quý vị các bạn luôn luôn tìm hiểu để có thể giải đáp. Thì hôm nay dưới góc nhìn của một chuyên gia, tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn cái dòng xe Toyota Innova này và cùng kiểm tra xem xe có bị tai nạn hay không. Thì đối với góc nhìn chuyên gia thì chúng tôi có những cái cách nhìn rất là đặc biệt. Đấy, chúng tôi chỉ cần nhìn những cái keo chỉ ở trên nắp capo này là có thể kiểm tra được có bị tai nạn hay không, đúng không ạ? Mà xe có bị tai nạn hay không? Thì cũng có rất nhiều quý khách hàng gọi điện hỏi tôi là tại sao chúng ta chỉ dựa vào mỗi keo chỉ mà có thể kiểm tra được, tại sao lại phải dựa vào keo chỉ ấy mà không phải dựa vào căn cứ gì khác. Thì Toyota, đối với lại tất cả những cái dòng xe Toyota thì khi mà gia công có những cái tấm miếng ghép kim loại này thì người ta sẽ phải tạo ra một cái keo chỉ để phủ đi những cái mối ghép để tránh nước vào, và chỉ có keo chỉ của nhà máy thì nó được có trang bị cái hệ thống sấy nên là rất là cứng. Còn nếu trong trường hợp mà những cái keo chỉ mà do thợ sơn ở ngoài họ làm lại hay vào những cái đại lý họ đã làm lại rồi thì chắc chắn là không còn được nguyên bản theo tiêu chuẩn của nhà máy. Đấy, thì keo chỉ là một trong những đặc điểm để chúng tôi đánh giá xe đã bị tai nạn hay chưa. Cái thứ hai chúng tôi sẽ đánh giá đó là cái gì ạ? Những cái chi tiết gia công cơ khí này, ví dụ như lỗ tròn cơ khí này. Đấy, lỗ tròn cơ khí này chúng ta sẽ kiểm tra được ạ. Nếu trong trường hợp xe bị tai nạn rồi thì những cái lỗ tròn này không còn được tròn trịa nữa. Đấy, người ta sẽ phải phủ matit đi, đúng không ạ? Thì có thể bị méo mó. Cái thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra là những cái chi tiết hàn đính này. Đấy, những cái mối ghép kim loại với nhau thì sẽ có những cái chi tiết hàn đính. Đấy, những cái chi tiết hàn đính như này. Những chi tiết hàn đính như này để có thể ghép những cái tấm kim loại với nhau một cách là chặt chẽ và thẩm mỹ. Đấy. Còn ngoài ra thì để mà kiểm tra cái nắp capo hay khi khu vực đằng trước này có bị tai nạn hay không, chúng ta còn một căn cứ nữa. Đó chính là cái bản nề nắp capo và chi tiết bu lông. Đấy, bu lông để bắt bản nề nắp capo với lại cái nắp capo. Nếu mà trong trường hợp mà cái bu lông này bị chảy xước rồi ấy thì chứng tỏ có sự tháo lắp. Đấy, có sự tháo lắp. Còn nếu mà trong trường hợp mà bu lông vẫn nguyên bản thì xe chưa có vấn đề gì cả. Toàn bộ xe Innova này chưa từng được tháo lắp ra cũng như cái keo chỉ vẫn còn nguyên bản ạ. Phần thứ hai tôi muốn mời quý vị các bạn cùng trải nghiệm cùng tôi đó chính là cái xương tai xe đây. Toàn bộ xương tai xe và dàn đầu. Đấy, xương tay xe đằng đầu. Đấy, khi mà chúng ta nhìn những chi tiết hàn đính đây, những chi tiết hàn đính đấy, hay những cái bu lông để bắt cái tay xe với cái xương tay xe đấy, chi tiết hàn đính đấy, để gắn với các cái thanh kim loại với nhau đây đấy, bằng cái chi tiết hàn đính này, chúng ta nhìn chúng ta sẽ có thể kiểm tra được là xe có bị tai nạn khu vực đằng đầu bên trái hay đằng đầu bên phải hay không. Thì toàn bộ những cái chi tiết đằng đầu này vẫn còn rất là nguyên bản ạ. Toàn bộ chi tiết đằng đầu này cực kỳ nguyên bản nhé quý vị bạn ạ. Đấy, toàn bộ chi tiết đằng đầu còn rất nguyên bản. Đấy. Đây là những cái chi tiết hàn đính này để ghép những cái tấm kim loại với nhau. Đấy, đây giữa cái xương tay xe và xương đằng đầu này sẽ có một cái chi tiết hàn đính này. Đấy. Hàn đính hai cái mỏ hàn phía dưới và một cái mỏ hàn phía trên này. Đấy. Sẽ giúp cho quý vị các bạn này đấy, kiểm tra rõ ràng hơn xe có bị tai nạn hay chưa. Đấy. Chi tiết hàn đính này chứng tỏ xe vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Về răng đầu chúng ta kiểm tra thì không có vấn đề bất thường, chứng tỏ xe này toàn bộ khu vực lắp combo răng đầu hai bên đấy, xương tay xe hai bên và răng đầu phía trước này còn rất nguyên bản đấy. Xin mời quý vị các bạn cùng kiểm tra giúp tôi
cái động cơ có bị ngầm nước hay không, có bị bổ máy hay chưa. Thì để mà kiểm tra một chiếc xe có bị ngầm nước hay không thì chúng ta sẽ có một vài những cái căn cứ. Nếu trong trường hợp xe bị ngầm nước ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra việc đầu tiên là sẽ kiểm tra cái đèn gầm này. Đèn gầm nếu trong trường hợp xe bị ngầm nước ấy, thì đèn gầm nó sẽ chui, nước sẽ chui vào đèn gầm này. Thì chúng ta sẽ có hai cái dấu hiệu nhận biết. Thứ nhất là sẽ có cái váng ở phía trên này, nó bị tạo ra cái ố của cái chóa pha này, đấy, chóa gầm. Đấy. Cái thứ hai là nếu nước có vào đèn gầm hay đèn sương mù thì khi mà bật đèn gầm lên nó sẽ tạo ra hơi nước, đấy, tạo ra hơi nước bám mờ kính này. Và toàn bộ khu vực đèn gầm này chưa có vấn đề gì bất thường, đèn gầm, đèn sương mù chưa có vấn đề bất thường cả. Cái thứ hai chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái động cơ xem có bị bổ máy hay chưa. Thì dựa trên căn cứ là chúng ta sẽ kiểm tra cái những cái bu lông ở bất kỳ một chi tiết nào cũng được nhà máy họ đánh dấu. Ví dụ đơn giản đây, cái cút nước này, đấy, nó sẽ đánh dấu bằng một cái vết sơn này. Và trong trường hợp mà tháo động cơ ra thì chắc chắn là khu vực này, đấy, phải tháo ra, tháo rời giữa cái cút nước với két nước ra thì sẽ mất đi cái dấu sơn này, đấy. Cái thứ hai là toàn bộ liên quan đến những cái bu lông này hoặc là bu lông bắt máy phát này đều có những cái dấu sơn. Nếu trong trường hợp mà tháo hạ động cơ thì phải tháo rời những máy củ đề, máy phát, đấy, bơm trợ lực thì những cái bu lông này sẽ bị chảy xước, đấy, và toàn bộ những cái bu lông này vẫn còn nguyên bản. Đấy. Đây chính là cái bu lông để bắt cái bơm trợ lực đây, đấy, bơm trợ lực này vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Chỉ cần kiểm tra qua thôi chúng ta có thể biết được là xe này còn rất là nguyên bản và chưa từng bị đâm đụng hay bổ máy. Vừa rồi tôi cùng quý vị các bạn kiểm tra khu vực lắp combo giằng đầu hay động cơ của chiếc xe Toyota Innova phiên bản E 2017. Xe vẫn còn rất nguyên bản, zin từng con ốc. Thưa quý vị các bạn, thì giống như những cái clip trước thì tôi mời quý vị các bạn cùng kiểm tra cái lốp xe. Tại sao chúng ta phải kiểm tra cái lốp xe? Kiểm tra lốp xe thì chúng ta sẽ kiểm tra có hai yếu tố. Một là kiểm tra phía lốp, hai là kiểm tra la răng có bị chảy xước hay không. Đấy, lốp xe thì có vấn đề gì mòn hay không. Xe này thì lốp cũng khá mòn, nhưng mà các bạn lưu ý nhé, xe là 2017, đầu năm 2017 đến nay. Đấy, do vậy thì là xe Innova đi cũng rất là hợp lý. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái lốp có còn nguyên bản hay không. Lốp xe đây. Đấy, lốp xe nhà cung cấp là Briton nhé. Và sản xuất được từ tuần thứ 52 năm 2016. Tức là sản xuất vào đâu đó vào trung tuần tháng 12 năm 2016. Và chuyển sang lắp ráp tại nhà máy Toyota Việt Nam năm 2017. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra cửa trước bên phải có bị tai nạn đâm đụng hay không. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái keo chỉ này. Đấy. Có đoạn nào bị mềm hay không? Đấy. Keo chỉ thì vẫn còn rất là nguyên bản đúng không ạ? Đấy. Còn rất là nguyên bản. Cái thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra cái chi tiết hàn đính này. Bốn chi tiết hàn đính này vẫn còn nguyên bản hay không? Hay là người ta đã bị bả cái ma tít này phủ lên rồi thì không còn nguyên bản nữa. Quý vị các bạn lưu ý nhé, thì xe này cũng được dán kính á. Xe này cũng được dán kính, chủ cũ họ cũng rất là đầu tư dán kính. Tuy nhiên thì lệm da này thì lệm da họ đã lệm da cái ghế rồi, nhưng chưa lệm da cái phần cánh cửa. Chúng ta cùng kiểm tra cái bản lề của cửa sau bên phụ ạ. Đây ạ. Nếu trong trường hợp mà xe bị tai nạn đâm đụng phía hông xe đấy, hay là phía bề ngang thì chắc chắn là cửa đã phải tháo ra, thì chi tiết bản lề này sẽ bị vặn lại, đấy, sẽ bị chết đi. Đấy, còn đây thì vẫn còn nguyên bản ạ, theo đúng cái vết sơn zin của nhà máy. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra đấy ạ, cùng kiểm tra cái cánh cửa trước, cánh cửa sau bên lái, bên phải. Cánh cửa sau bên phải thì cái toàn bộ cái khu vực này vẫn còn rất là zin, chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu gì, đấy, rất là zin nhá. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra nhanh thôi. Đấy, kiểm tra cùng tôi. Lốp thì lốp vẫn là lốp Briton, nhưng chúng ta sẽ kiểm tra. Đây là tuần thứ 52 năm 2016. Rất hiếm có những chiếc xe Innova nào vẫn còn nguyên bản từng con ốc và từng cái lốp. Đấy, bởi vì nếu trong trường hợp mà xe đi nhiều
thì chắc chắn là lốp sẽ bị mòn nhiều và phải thay. Nhưng mà lốp này thì vẫn còn nguyên bản, cũng như là sản xuất là từ tuần thứ 52 năm 2016 và chuyển sang lắp ráp tại Toyota Việt Nam năm 2017. Thì xe này là xe năm 2017. Cái đoạn này thì có dấu hiệu sơn lại một chút thôi. Đấy, đoạn này có dấu hiệu sơn lại. Đấy, nhưng mà câu chuyện đấy là cũng là bình thường đấy. Đấy. Chúng ta cùng kiểm tra sâu hơn nhé. Kiểm tra sâu hơn xem là bên trong là có vấn đề gì không. Đấy. Đây đoạn này sơn lại nhé. Thì chúng ta sẽ kiểm tra này. Đấy, xương này. Toàn bộ khu vực cái chi tiết hàn đính này còn nguyên bản hay không này. Đấy, chi tiết hàn đính còn nguyên bản nhé. Đèn hậu thì không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm. Đây. Đấy, toàn bộ khu vực này. Đấy. Nếu trong trường hợp xe bị tai nạn đâm đụng thì nó sẽ bị dồn vào. Đấy, thì toàn bộ những cái khu vực này đấy, nó sẽ bị nhăn, không thể khắc phục được. Chúng ta sẽ kiểm tra cái cửa hậu xem có vấn đề gì bất thường không. Toàn bộ những cái keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ vẫn còn nguyên bản nhá. Chưa có dấu hiệu gì. Đấy, toàn bộ keo chỉ còn rất là nguyên bản. Đúng không ạ? Vâng. Toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản đấy ạ. Cực kỳ nguyên bản nhá. Chưa có dấu hiệu gì. Đấy. Đây còn nguyên bản, rất là nguyên bản. Đây chúng ta sẽ kiểm tra đây. Đấy. Đoạn ba chốc này cũng sơn rồi. Sơn lại rồi nhưng không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Không ảnh hưởng đến cái phần xương hông này. Đấy, không ảnh hưởng đến phần cửa hậu. Đấy, sơn mà sốc xong. Chúng ta sẽ kiểm tra. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra. Đây, lốp Bridgestone. Lốp Bridgestone. Đấy, lốp sau bên lái nhá. Và sẽ kiểm tra cái năm sản xuất ạ. Năm sản xuất ở đâu? Còn rõ ràng không? Lốp này thì chúng tôi chỉ kiểm tra được cái lốp thì vẫn còn nguyên bản, đúng không ạ? Năm sản xuất thì không thể tìm được, vì có thể là họ sẽ đảo lốp từ mặt trong ra mặt ngoài. Đấy, đảo lốp từ mặt trong ra mặt ngoài nên không thể kiểm tra được năm sản xuất. Đấy. Nhưng mà lốp thì vẫn là Bridgestone và còn nguyên bản nhá. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm ạ. Cánh cửa trước ạ. Cánh cửa sau. Đây, cánh cửa đây. Đấy. Toàn bộ khu vực cánh cửa này thì ta sẽ kiểm tra cái keo chỉ đây. Đấy. Không có bất kỳ một cái dấu hiệu liên quan đến việc tai nạn là khu vực cánh cửa đâu ạ. Đấy. Mọi thứ còn nguyên bản ạ. Khóa trẻ em này, lẫy trẻ em này. Đấy, còn rất là ok đúng không ạ? Đây. Cửa trước bên lái ạ. Cửa trước bên lái còn nguyên bản hay không? Tôi chỉ cần sờ thôi cũng đã biết được là xe vẫn còn nguyên bản đúng không ạ? Chi tiết hàn đính này vẫn còn nguyên bản này. Đấy, chi tiết hàn đính còn nhá. Toàn bộ ghế cũng được dán kính. À, toàn bộ kính được dán kính rồi ạ. Chúng ta cùng kiểm tra cái lốp. Lốp trước bên lái còn nguyên bản hay không? Đây, lốp trước bên lái đây. Hy vọng là cùng kiểm tra được. Đây chính rồi. Đây là tuần thứ 52. Tuần thứ 52 năm 2016. Đấy, và chuyển sang lắp ráp mà tại Toyota Việt Nam 2017. Xe vẫn còn rất là nguyên bản nhá. Đấy, lốp còn nguyên bản. Xin mời quý vị các bạn cùng trải nghiệm không gian nội thất của dòng xe Toyota Innova E số sàn sản xuất năm 2016 tại Toyota Việt Nam. Thì cái việc mà chúng ta kiểm tra đối với xe cũ thì chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến vấn đề là tính năng hiện đại trên dòng xe, mà chúng ta quan tâm đến cái việc mà xe nội thất còn được trang bị nhiều hay không. Ví dụ đơn giản xe này thì được quý khách hàng họ đã rất là đầu tư. Xe này thì quý khách hàng họ rất là đầu tư. Ví dụ đơn giản là họ đầu tư lên mọc trần này. Đấy, rất là sạch sẽ. Cái thứ hai là họ đầu tư thêm một cái bộ bọc ghế da. Đấy, bọc ghế da rất là mịn màng. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là một cái trải sàn này. Đấy, trải sàn Simi cao cấp. Đấy. Cái thứ tư là kiểm tra các bạn nhìn nhá, cái bậc lên xuống này. Hiếm có một cái dòng xe Toyota Innova E nào đấy mà có cái bậc lên xuống trông khá là hiện đại luôn. Đấy,
Thế thì các bạn, tí nữa tôi camera chúng tôi sẽ kiểm tra luôn một chiếc xe Toyota Innova E 2017 ở ngay bên cạnh mà không có bậc lên xuống. Và cái bậc lên xuống này đầu tư khá là nhiều tiền. Mà riêng cái phần nội thất này lắp thêm, tôi ước chừng quý hàng đã phải chi ra khoảng tầm 30 triệu, thêm khoảng 30 triệu ạ. Đấy. Và xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra cái công tơ mét ạ. Công tơ mét đi được bao cây? Đấy. Công tơ mét đi được 30 cây ạ. Vâng. Hiện tại thì tôi ghi nhận được là 32.000 ạ. 32.780 cây. Đấy, 32.780 cây. Đấy, đèn báo vẫn đang mở cửa nhá. 32.780 cây. 32.780 cây. Đấy. Vô lăng này không có bị dấu hiệu mòn nhiều. Đấy, vô lăng này, các bạn nhìn nhá. Nếu trong trường hợp mà xe bị đi nhiều này, thì toàn bộ những cái vô lăng này, cái vân bạc này, nó sẽ bị mòn đi. Đấy, xe cũ là như thế, xe đã qua sử dụng là như thế. Chúng ta để kiểm tra. Đấy, cần số này cũng không có dấu hiệu mòn nhiều đâu. Đấy, điều hòa thì mát rất là sâu. Đấy, điều hòa thì thậm chí là mát lạnh đấy. Đấy, điều hòa 2 chiều. Đấy, mát rất sâu. Đúng không ạ? Chúng ta để kiểm tra cái hàng ghế phía đằng sau thì có vấn đề gì bất thường không? Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng kiểm tra cái hệ thống ghế phía đằng sau của dòng xe Innova. Innova thì vô cùng hợp lý ở cái là gì ạ? Nó có thể chở được những 8 người ạ. Nó có thể chở được 8 người. Đấy, và cái thứ hai là gì? Cái ghế được điều chỉnh rất là linh hoạt. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng. Đấy. Đấy. Đấy, rất đơn giản ạ. Ai cũng có thể điều chỉnh được. Đấy. Bất kỳ một bác tài xế nào hay kể cả một cô gái cũng có thể điều chỉnh được cái ghế. Vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đấy. Đấy. Xe này thì phù hợp rất là phù hợp với lại việc mà chúng ta chở các chuyên gia, đúng không ạ? Rất phù hợp với việc của chúng ta chở các chuyên gia. Chở các cán bộ công nhân viên ở công ty. Đấy, vô cùng tuyệt vời. Và xe này thì quý vị các bạn khi mà lấy xe về không cần phải trang bị thêm bất kỳ một cái gói nội thất nào nữa. Đấy, và đã đủ để có thể di chuyển ngay trên đường này rồi. Thưa quý vị các bạn, thì đối với chiếc xe Toyota Innova E này thì về chất lượng quý vị các bạn không cần phải suy nghĩ. Còn về giá cả thì nếu mà quý vị các bạn sở hữu một dòng xe Toyota Innova E số sàn phiên bản mới 2018, đâu đó chúng tôi tính đến chi phí đăng ký khu vực Hà Nội là rơi vào khoảng sau khi trừ giảm giá rơi vào khoảng 850 triệu chưa bao gồm phụ kiện. Nếu quý vị các bạn là trang bị thêm khoảng 30 triệu phụ kiện nữa, nó rơi vào khoảng 880 triệu. Đấy, 880 triệu. Thì nếu quý vị các bạn sở hữu một dòng xe Toyota Innova E số sàn có thể tiết kiệm được lên tới 140 triệu, có thể tiết kiệm 140 triệu, mà Toyota cầu diễn vẫn có những chính sách hỗ trợ cho quý vị và các bạn phương án trả góp lên đến 80% mà không cần phải chứng minh thu nhập. Đấy, quý vị các bạn có thể dễ dàng sở hữu xe này. Đấy, chỉ khoảng tầm 199 triệu thôi. Đấy, là trả góp 80%, đúng không ạ? Với cái mức chào bán chỉ 740 triệu. Đấy, vô cùng hợp lý. Quý vị các bạn có thể tiết kiệm lên đến 140 triệu so với việc chúng ta mua xe mới và phải đóng chi phí, đóng thuế cho nhà nước rất nhiều. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe Toyota Innova, vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.